Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình chọn ngày tốt trong tháng 3 âm lịch. Thì vẫn như thường lệ, chúng tôi vẫn sử dụng đầu tiên là lịch vạn sự. Thứ hai là thông thư và thứ ba là đồng công các trạch. Tháng 3 âm lịch là tháng nhâm Thìn. Kiến tại Thìn là tháng đủ gồm có 30 ngày. Khởi của tháng 3 âm lịch là ngày 12 tháng 4 dương lịch. Tức là ngày mùng 1 tương ứng với ngày mùng 1 là ngày canh dần. Ngày canh dần, quý vị nhá. mùng 1 là ngày canh dần này. Mộc này. Ngũ hành thuộc mộc. À, cái bảng này ấy được trình bày theo cái sơ đồ đồ hình của 12 con giáp. Đầu tiên là khởi tại tí, kiểu như lá số tử vi mà quý vị vẫn hay theo dõi ở các chương trình khác <laughs> thì để tiện theo dõi thì chúng tôi sẽ trình bày về ngày tháng ngày tháng ngày này tháng này nạp âm nạp âm ngũ hành thổ mộc ví dụ ngày tí là ngày canh tý là ngày thổ này nhâm tý là ngày mộc là ngày 23 này Đấy. thì trình bày theo nguyên tắc là tý sửu dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất và hợi <laughs> thì đầu tiên để chọn được ngày tốt như thường lệ chúng ta vẫn phải loại bỏ ra những ngày xấu Trong tháng 3 âm lịch theo lịch vạn sự thì cát tinh thì sẽ có thiên đức, nguyệt đức là những ngày nhâm Ngày nguyệt âm, nguyệt ân là những ngày canh Thiên đức hợp, nguyệt đức hợp là những ngày đinh Và nguyệt không là ngày bính <laughs> và hung tinh trong tháng 3 thì sẽ có ngày hung tinh thì sẽ gồm có thiên ma thiên ma là ngày hợi nhị trùng là ngày tỵ thổ kỵ là ngày 12 âm thác là ngày canh thân dương thác là ngày giáp thìn giờ quan sát là giờ mão giờ dậu trùng tang là ngày kỷ và trùng phục là ngày mậu ngày dương công kỵ là ngày mùng 9 đấy thì vị trí đầu đầu tiên Đầu tiên để chọn được ra những ngày tốt thì chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu trước đã. Đấy thì theo lịch vận sự cũng có nói ngày tí thì có thiên hỷ mẫu thương tam hợp minh tinh kính tâm và ngày xấu thì có phá bại cô thần huỳnh la vân vân vân, vân. và đây thì sao ấy, của những ngày tí là sao hư là phục đoạn ngày xỉu là sao đấu, cũng là phục đoạn ngày dần sao thất phục đoạn ngày mão sao nữ cũng phục đoạn trong tháng 3 thì chúng ta sử dụng đấy sử dụng lịch vạn niên lịch vạn sự để chúng ta cùng loại bỏ ra những cái sao xấu và lựa chọn những sao tốt hoặc là chúng ta biết luôn những ngày tốt để chúng ta có thể làm được việc luôn <laughs> bây giờ đầu tiên để loại bỏ những để lựa chọn được ngày tốt thì chúng ta cần phải loại bỏ ra những ngày xấu. Thì trong tháng 3 âm lịch những ngày xấu sẽ bao gồm những ngày sau, có 7 ngày chúng ta cần phải loại bỏ. Đầu tiên là ngày Tam nương. Tam nương trong tháng 3 âm lịch sẽ gồm những ngày mùng 3, mùng 7, 13, ngày 18, ngày 22 và cuối cùng là ngày 27. Ngày mùng 3 thì là ngày nhâm Thìn. Ngày mùng 7 ngày Bính Thân, ngày 13 thì là ngày Nhâm dần. Ngày 18 Đinh Mùi, ngày 22 Tân Hợi. Và cuối cùng là ngày 27 ngày Bính Thìn. Tiếp theo là ngày con nước, con nước trong tháng 3, ngày con nước mỗi một tháng nước lên khác nhau đâm ra cái ngày con nước trong mỗi tháng cũng sẽ khác nhau. Ngày con nước trong tháng 3 âm lịch sẽ là ngày mùng 3 à ngày 13, xin lỗi quý vị. Xin lỗi quý vị. Là ngày 13 và ngày 27 thì hai ngày này trùng với ngày Tam nương nên chúng ta cũng bỏ luôn. Ngày Dương công kỵ thì là ngày mùng 9. Ngày mùng 9 thì là ngày mộ tuất chúng ta bỏ hơn nữa đây cũng là ngày nguyệt phá <laughs> ngày sát chủ là ngày mùi ngày mùi sát chủ vị chi ngày mùi sẽ gồm 3 ngày ất mùi ngày mùng sáu đinh mùi ngày ba mươi đinh mùi ngày 18 và kỷ mùi ngày 30 mươi ba ngày này là ngày sát chủ chúng ta không sử dụng quý vị lưu ý nhé ngày sát chủ chúng ta không sử dụng tiếp đến là ngày thụ tử Ngày thụ tử là những ngày hợi. Những ngày hợi là ngày thụ tử. Thì ngày hợi sẽ bao gồm có hai ngày, đó là ngày mùng 10 kỷ hợi. Và ngày 22 tân hợi. Ngày 22, ngày 22 tân hợi thì cũng là ngày tam lương mà chúng ta đã loại bỏ ở trước rồi. Tiếp đến, tháng này là tháng thìn, tháng nhâm thìn. Vị trí tháng thìn thì những ngày tuất là ngày nguyệt phá, Ngày mùng 9 thì là ngày dương cung kỵ, mậu tuất là ngày dương cung kỵ, chúng ta đã loại bỏ rồi. Bây giờ còn ngày 21 canh tuất cũng lại bỏ nốt vị chi. Trong tháng 3 âm lịch, ngày tuất chúng ta không sử dụng. Ngày thiên địa chuyển sát thì thiên địa chuyển sát theo mùa. Tháng 3 thì thiên địa chuyển sát là ngày tân mão và ngày ất mão. Tân Mão là ngày mùng 2, Ất Mão là ngày 26 là hai ngày chúng ta sẽ loại bỏ không sử dụng. Vì là bị phạm vào thiên địa chuyển sát. Quý vị lưu ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tài liệu đồng công để chúng ta tìm ra những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch. Đồng công có nói tháng 3 hai tiết thanh minh. Đấy. Dân gian vẫn có câu là thanh minh trong tiết tháng 3 lễ là tảo mộ hội là đạo thanh. Hai tiết thanh minh và cốc vũ. Sau thanh minh, sau thanh minh thì tam sát tại phương Nam. Ba phương tị ngọ mùi, tức là những nhà mà ở hướng Nam. Bao gồm và sơn tị của Đông Nam, thìn tốn tị đó ở Đông Nam. Chỉ có sơn tị thôi, thì là kỵ động thổ và tu tạo tháng 3 kỵ động thổ và tu tạo những nhà ở hướng Nam vì tháng 3 là tháng nhâm thìn nên kiến tại thìn những ngày thìn theo đồng công có nói này ngày thìn đúng không ạ ngày thìn này ngày thìn bịa địa võng câu giảo nên bất lợi về tu tạo an táng hôn nhân khai trương mọi việc tức là mọi việc dùng đều xấu những ngày thìn chúng ta không nên sử dụng nếu dùng những ngày này thì chủ về tai họa nước sôi lửa bỏng kinh thương tức là bị tổn thương làm cho sợ sệt dẫu có sinh được con cái thì cũng đều là xấu xa hơi nguy hiểm hèn dở không lợi ích gì có ngày giáp thìn, mậu thìn. Giáp thìn là ngày 15. Mậu thìn thì bị sát tập nhập trung cung. Thì lại càng hung. Nếu dùng nội trong 3 năm thì sẽ hư nhà. Thậm chí là chết người. Vị chi những ngày thìn chúng ta loại bỏ không dùng. <laughs> ngày thứ hai chúng ta cần xét là ngày tỵ. Ngày tỵ trong tháng 3 là trực trừ ngày đinh tỵ đinh tỵ là ngày 28 ấy thì nên tu tạo về nhà mới rời chỗ ở động thổ hôn nhân thì mọi việc đều được đại cát tức là ngày 28 này này là ngày đại cát khoanh tròn là đại cát còn đâu gạch chéo là bỏ quý vị lưu nhé khoanh tròn là đại cát ngày kỷ tỵ thì trong tháng 3 âm lịch không có Ngày ất tỵ là ngày 16 thì có thập ác hung, thập ác hung còn tân tỵ không có. Tuy có hỏa tinh nhưng lại bị sao xương quỷ bại vong, là ngày thập ác đại bại không nên dùng. Ngày quý tỵ là ngày thiên thượng không vong lại phạm thổ quý không nên dùng. Tóm lại thì trong tháng 3 âm lịch những ngày tỵ chúng ta chỉ có thể sử dụng được ngày 28 ngày đinh tỵ còn ngày mùng 4 quý tỵ chúng ta loại bỏ và ngày ất tỵ ngày 16 cũng loại bỏ không dùng được <cười> <cười> tiếp theo là những ngày ngọ quý vị lưu ý nhé ngày ngọ thì được thiên phú ngày giáp ngọ bị thổ quý giáp ngọ bị thổ quý ngày mùng 5 xấu không dùng. Ngày bính ngọ là ngày 17. Thì là ngày bình thường, không thấy được điều tốt. Tức là quý vị có thể sử dụng vào những việc nhỏ để tiểu cát ngày thứ cát. Ngày mậu ngọ là ngày 29. Ngày 29 thì bị xương quỷ, tức là quỷ dữ. Là ngày bại vong, nếu dùng thì bị trùng tang, tức không an táng được. Ngày canh ngọ trong tháng 3 không có, bị thập ác đại bại thì cũng không dùng. Nhâm ngọ được thiên đức nguyệt đức, nguyệt nhị đức, dùng thì được đại cát, nhưng trong tháng 3 chúng ta lại không có ngày nhâm ngọ. Vị chi trong tháng 3 ngày ngọ thì chúng ta chỉ có thể sử dụng được ngày bính ngọ <laughs> ngày bính ngọ thì là ngày bình thường nên quý vị chỉ dùng cho những việc nhỏ việc nhỏ lặt vặt thôi chứ còn động thổ hoặc là hôn nhân cưới hỏi khai trương nhập trạch thì không nên sử dụng ngày mùi sẽ gồm có 3 ngày mùng 6 ất mùi 18 đinh mùi và 30 kỷ mùi <laughs> thì trước chúng ta đã xét ngày mùi là những ngày sát chủ chúng ta không sử dụng tuy nhiên về đồng công cũng có nói ngày mùi ở đây cùng với ngày mùi ở tháng riêng và tháng năm tương tự nhau không nên làm việc gì dù cho việc nhỏ cũng không có lợi ngày ất mùi lại có hung hiểm hơn nữa bởi số gặp thiên cang lại phạm hung giáo châu tước Vị trí tất cả những ngày mùi chúng ta đều không sử dụng được. Tiếp đến là ngày thân. Ngày thân đây, quý vị. Ngày thân thì ngày giáp thân, bính thân nên phát cỏ. Giáp thân, bính thân. Bính thân là mùng 7 là ngày tam nương. Tuy dùng được để phát cỏ, vỡ đất, dựng cột, gác đoàn rông, an táng. Dùng được những việc sau này phát cỏ, vỡ đất, dựng cột, gác đoàn rông, an táng thì là được đại cát ngày bính thân nhé. Nhưng nó lại bị phạm vào ngày tam nương, đâm ra quý vị cũng cần hết sức lưu ý khi sử dụng ngày bính thân mùng 7. <laughs> Nếu mà dùng ngày này thì nội trong 2 đến 3 năm thêm con cháu tấn tài lộc. Đấy. Ngày nhâm thân thì trong tháng 3 âm lịch không có Ngày mậu thân thì bị thiên cang không vong xương quỷ. Đó là ngày đại hung. Ngày 19 là ngày canh mậu thân đại hung chúng ta không sử dụng. Vị chi nếu sử dụng cái ngày mùng 4 bính thân thì quý vị cũng phải hết sức lưu ý. Hết sức lưu ý. Cần phải chọn những cần phải chọn ra những những thời thời khắc tốt nhất để hóa giải được cái hung tinh do ngày tam nương mang lại. <laughs> Tiếp đến là ngày dậu Ngày dậu trong tháng này sẽ bao gồm Các ngày sau Ngày dậu Ngày dậu Thì Chỉ có ngày ất dậu Nên tu tạo theo đồng công thì Theo đồng công thì chỉ có ngày ất dậu Là nên tu tạo Nhưng trong tháng này không có ngày ất dậu Ngày dậu trong tháng 3 Chỉ có ngày mùng 8 là ngày đinh dậu Và ngày hai là ngày kỷ dậu, đồng công có nói ngày kỷ dậu là kỷ dậu có cừu thấu quý là ngày xấu chúng ta bỏ, ngày đinh dậu thì chỉ có an táng được thôi, an táng, còn làm mọi việc khác đều không có lợi, vậy nên Ngày đinh dậu chúng ta chỉ dùng được vào phần an táng. Còn việc khác chúng ta không nên sử dụng những ngày dậu. Tiếp đến ngày tuất là ngày nguyệt phá. Chúng ta đã loại bỏ từ đầu. Đấy, thì Đồng Công cũng có nói ngày tuất trực phá lại gặp nguyệt kiến xung phá đã mọi việc đều không nên dùng Bính Tuất, Nhâm Tuất lại bị sát tập nhập trung cung, lại càng xấu hơn. Vị chi, cái ngày Tuất vừa là ngày nguyệt phá, lại vừa là ngày xấu, bỏ không dùng được. Tiếp theo là ngày hợi. Ngày hợi thì được thiên thành, nhưng lại bị hung bạo. Ngày kỷ hợi là ngày mùng 10, ấy, thì bị hỏa tinh. Có văn xương, tinh hơn nữa lại có văn xương tinh chiếu nên đi học là được đại cát. Đấy, ngày mùng 10 mùng 10 này này, tuy là ngày thụ tử nhưng mà đi học phù hợp với việc học hành thi cử thì là được đại cát. Việc khác ấy, thì cũng được thứ cát. Nhưng do là ngày thụ tử nên quý vị cũng phải cần hết sức lưu ý phải chọn được thời điểm hợp lý để mình ra quyết định. Chọn được thời điểm hợp lý còn ngày 22 ngày Tân Hợi thì đồng công có nói là Tân Hợi là kim của phụ nhân, tức là người phụ nữ đấy. Là kỳ âm phủ quyết khiển, âm khí toàn thịnh, chẳng hợp với dương gian, tức là cái ngày Tân Hợi này này chỉ dùng được việc âm. Ngày Đinh Hợi thì gặp sao hắc ám. Tuy nhiên, trong tháng 3 âm lịch thì ngày Tân Hợi chỉ có ngày mùng 10 kỷ hợi và ngày 22 tân hợi thì nó phạm vào ngày thụ tử nên làm mọi việc gì cũng cần phải suy xét mà tốt nhất là bỏ không dùng là sẽ được an toàn hơn <laughs> tiếp đến là ngày tí ngày tí thì bị huỳnh sa sao xấu này ngày tí sẽ gồm có hai ngày canh tí là ngày 11 và nhâm tí là ngày 23 thì hai ngày này theo Đồng Công có nói Nhâm Tý là tuy có thiên nguyệt nhị đức Nhưng lại bị là mộc đả bảo bình Tức là chủ về tan vỡ Nhâm Tý chúng ta loại bỏ không dùng Còn ngày canh Tý Ngày canh tí thì cũng là ngày xấu Cần loại bỏ thì tốt hơn Tiếp đến là ngày xỉu Ngày xỉu bị tiểu hồng sa Và thiên tạc Ngày quý sửu thì sát tập nhập trung cung, sát tập nhập trung cung, không lợi về hôn nhân, tu tạo, nhập trạch. Nếu dùng thì bị hao tài bệnh tật, tranh tụng, thị phi là ngày đại hung. Các ngày xỉu khác tốt nhất cũng không dùng. Đấy là đồng công nói vậy. Vì vậy những ngày xỉu chúng ta cũng không dùng, bao gồm có ngày 12, tân sửu và ngày 24, quý sửu. Chúng ta cùng xét đến ngày dần. Ngày dần, thì ngày dần trong tháng 3 thì sẽ có hai ngày. Mùng 1 là ngày canh dần và ngày 13 là ngày nhâm dần. Thì ngày dần bị thiên tặc. Đồng công có nói là ngày dần trực khai nhưng bị thiên tặc. Mậu dần ấy, thì có thiên xá. Đây chúng ta không có mày ngày mậu dần. À đây, ngày dần chúng ta còn ngày 25 giáp dần nữa. Nhâm dần có thiên nguyệt nhị đức chỉ nên mai táng và khép hòm xây sinh phần dùng ngày này lợi cho con cháu thêm dụng đất sinh con phú quý thăng quan gọi là ngày thượng cát các ngày dần khác là thứ cát các ngày dần khác là thứ cát ngày này có lục bất thành bất hợp dùng thì hoàn toàn bất lợi không nên dùng thì tốt hơn Tóm lại là cái ngày dần này này dùng thì cần phải cân nhắc mà tốt nhất xấu loại bỏ luôn, chúng ta còn rất nhiều ngày tốt khác trong tháng 3 để chúng ta lựa chọn. Tiếp đến là ngày Mão. Ngày Mão thì sẽ gồm có 3 ngày là mùng 2 Tân Mão, 14 Quý Mão và ngày 26. Ngày 26 Ất Mão. Ngày Mão thì đồng công có nói là ngày trực bế, ngày Mão trực bế không nên tạo tác hôn nhân mai táng nhập trạch nếu dùng ngày này sẽ bị tổn thương bệnh hoạn sa sút là ngày hung trang việc chẳng nên làm vì vậy ba ngày này chúng ta cũng loại bỏ ngày mão không dùng được ngày nào như vậy chúng ta vừa xét như vậy chúng ta vừa xét hết những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch thì tôi tổng hợp lại cho các bạn. Trong tháng 3 lịch sẽ gồm những ngày tốt sau. Đầu tiên là ngày mùng 7 ngày Bính Thân, nhưng ngày Bính Thân ấy dùng thì cần cần phải lưu ý, lưu ý kỹ. Ngày thứ hai là ngày 17 là ngày Bính Ngọ. Bính Ngọ cũng cần phải lưu ý khi sử dụng. Ngày thứ ba là ngày mùng 8 Đinh Dậu, ngày Đinh Dậu này thì chỉ có an táng là được tốt thôi, còn lại những việc khác không nên dùng. Còn ngày đại cát thì là ngày đinh tỵ là ngày 28 tháng 3 là ngày đại cát 28 tháng 3 âm lịch quý vị nên nhớ nhé tất cả đây thì đều là được xét khi mà tìm ngày tốt thì chúng ta đều xét là ngày âm lịch hết không xét ngày dương lịch tại vì chỉ có ngày âm lịch thì mới có can chi và khi có can chi thì chúng ta sẽ xét được lượng hóa được biết được ngũ hành và độ tốt xấu so với tháng năm ngày giờ và so với người sử dụng như thế nào. Ngày đại cát đầu tiên là ngày 28 là ngày đinh tị, ngày đinh tị ngày 28 ngũ hành thuộc thổ. Tuy nhiên, kỵ những cụ tuổi hợi, những người tuổi hợi là bị xung khắc với ngày không nên sử dụng. Ngày thứ hai là ngày mùng 10 ngày kỷ tị. À ngày kỷ hợi xin lỗi quý vị, ngày kỷ hợi bình địa mộc. Kỷ hợi <cười> <cười> ngày thứ hai tốt ngày đại cát thứ hai là ngày kỷ hợi ngày kỷ hợi là ngày mùng 10 tháng 3 mùng 10 tháng 3 ngày kỷ hợi thì ngày hợi này cũng kỵ những người tuổi tỵ tuổi tỵ các cụ tuổi tỵ các anh tuổi tỵ các chị tuổi tỵ không nên dùng những ngày hợi này để làm việc có thể chọn những ngày khác tốt hơn tùy theo tuổi nạp âm ngũ hành của quý vị thì nếu quý vị thắc mắc, hãy liên hệ trực tiếp với phong thủy độc tài để được tư vấn chi tiết. Ngày tốt thứ ba là ngày dần, là ngày 13 tháng 3 ngày nhâm dần. Tuy nhiên thì ngày này quý vị cũng cần phải lưu ý, tuy tốt nhưng lại bị phạm vào ngày tam nương và ngày con nước. Thì cũng tùy theo sự việc mà quý vị sử dụng ngày này, nếu cần thiết sử dụng thì vẫn dùng được. Tuy nhiên, chọn những giờ đại cát hoặc những giờ hóa giải được những cái con nước và tam nương để quý vị sử dụng được tốt hơn. Vị trí tôi đã chia ra làm hai cột. Cột này gồm 3 ngày là những ngày đại cát. Và bên phải là ngày thứ cát. Ngày đại cát quý vị có thể dùng vào mọi việc ok, nhưng ngày thứ cát khi sử dụng cần phải lưu ý. Cần phải lưu ý trên đây tôi đã phân tích cho quý vị và các bạn những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Tôi vừa tổng hợp cho quý vị những ngày tốt, những ngày đại cát, những ngày thứ cát và những ngày sử dụng tốt trong tháng 3. Quý vị có thể dừng lại màn hình, lấy bút ra ghi chép lại hoặc sử dụng điện thoại máy ảnh chụp lại, chụp lại để khi cần, khi sử dụng vào việc gì, chúng ta sẽ có sẵn và không phải mất công đi hỏi thầy nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh của Phong Thủy Lộc Tài. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ làm chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.